Em không hiểu ý anh Minh vậy. Không có đóng vai cương dừa nghe, không có đóng vai đi ngang cái đâm cái chết cho quân sĩ. Có nghe, không có đóng vai quân sĩ đâm ngang á là xong nghe. Rồi vậy. Ý đó là cái ý khác rồi nghe. Em lại hiểu lầm anh nữa. Nãy giờ anh cứ nói anh đóng vai hy sinh. Đóng vai cương dừa, đóng vai người anh gì đó, có đứa em họ có chăm nè. À, chứ không phải đóng vai hy sinh. Không vai hy sinh đi ngang hy sinh đâm học chết đó. Vậy đó hồi xưa anh học chỉ với đóng vai quần chúng cà trên khấu đóng cái vô. Bây giờ thấy đời nó đảo ngược trơn trời, đạo diễn đồ xuống đóng phim mà trơn rồi trời. Bây giờ thời buổi bây giờ khó khăn mà em có gì làm mới làm chứ miễn có làm nghệ thuật là được rồi. Xin chào quý khán giả của 100 episode. Hôm nay là ngày cuối cùng ở Vũng Tàu rồi. Đi chơi nhưng mà không quên nhiệm vụ nha. Từ hôm qua hồi nãy giờ là vẫn ngồi đang bàn về kịch bản, về diễn viên này nọ thì hôm nay là có cả ba anh đạo diễn ngồi ở đây, cũng mong là ba anh góp ý cho mình. À, có anh đạo diễn đó nè, anh Minh đạo diễn nè, anh Tân đạo diễn nè. Xin chào quý khán giả. Dạ. Xin chào quý khán giả kênh của Hồ Bích Trâm Bích Sòn. Xin chào quý khán giả kênh của Thuận Máy Bay. Kênh của anh là Minh Mắm đạo diễn. Minh Mắm. Đây là Bé Nam Vlog. Đạo diễn Thành Nam, Bé Nam Vlog. Dạ. Bây giờ nói chung là ba anh là những người anh rất là thân thiết, những người anh mà mình đã từng làm việc rồi. Là ngày hôm nay là sẵn tiện đi ăn cơm trưa như thế này á, là mình cũng ngồi mình cũng suy nghĩ, mình nói là bây giờ phim mình sắp bấm rồi mà diễn viên thì chưa có, mà chưa có chốt xong nữa, nam chính này kia là đã chốt xong rồi mà giờ cái lịch của anh Cương Dừa thì đang căng đó. Tối qua mình cũng gặp anh Dừa, mình cũng nói là anh Dừa ơi cố gắng thu xếp nha, thì bây giờ mình biết anh Dừa anh cũng bận lắm đó, rồi vai nữ cũng chưa có nữa, rồi có nhiều cái chỗ mà mình cũng thấy nó còn gút mắt á, chưa có mở được, thì ở đây có mấy anh đạo diễn cũng ngồi anh góp ý cho, mà từ nãy giờ ảnh càng góp ý mình càng rối, giờ không biết sao luôn. Qua đi tiệc của công ty Điền Quân rất là vui. Dạ. Thế Hồ Bích Trâm buồn buồn, uống bia uống rượu cũng buồn buồn, và bắt đầu càng ngày uống được nhiều hơn. Mình không biết cái là buồn này xuất phát từ đâu, có thể xuất phát từ gia đình hay là tình yêu. Cái mình lại nói nhỏ Hồ Bích Trâm, em đang bị cái gì mà buồn vậy? Từ từ rưng rưng rồi, thấy xém rưng rưng rồi. Nói em buồn gì? Phim thứ hai của em chưa triển khai được. À, mình biết à, cô bé này yêu nghề, cô bé này buồn gì nghề. À, những cái mình đón hoàn cảnh khách quan về gia đình tình yêu là không phải là cái trở ngại của Hồ Trâm. À, mình hỏi tiếp nữa, Hồ Trâm đang kẹt cái gì? Đang kẹt cái gì? À, đang bị thiếu một vai nam. À, thiếu vai nữ, một vai nữ chính. Cái nam là Cương Dừa đảm vai rồi, nhưng mà giờ Cương Dừa đang trên quá trình quá nhiều công việc. Dạ. Không sắp xếp được. Còn một nữ nữa má, phim hai nữ lần má. Má đẹp. Đây, đó. Hai nữ. Đây, đây nữ. Có hai nữ gì nhưng mà thôi. Chưa, câu hỏi của ta là nữ trẻ. Nữ chính trẻ. Lúc đó em đang ăn chữ trẻ, em ăn anh nuốt rồi, em nuốt chữ trẻ luôn. Nuốt luôn chữ lúc trẻ. Em nuốt miếng thịt bò đó ha. Đúng, nuốt thịt bò dính luôn chữ trẻ. Em nghe nữ em xin má nè. Nữ trẻ mà cũng được, được dạ trời đất ơi. Giờ vài trăm qua đây cũng ngồi ghế bên mát thôi. Nào trẻ hơn đứa nào. Ê ba hôn, ba hôn dĩ nhiên là trăm. Vậy nó có vấn đề chứ. Đúng không? Nói chung là giống như trình bày là bây giờ là anh Cương á là đúng là cuối năm anh Cương rất là bận luôn. Anh nhận là anh đã nhận rồi. Nhưng mà giờ lịch á là đã dời theo anh Cương là đã 2 lần rồi. 28 tháng 12 á là bấm máy. Mà bây giờ anh Cương lại kẹt lịch nữa, anh Cương nó kêu mấy ngày này anh qua em được rồi. Không. Anh là nhất quyết là phải để cho Cương Dừa đóng nha. Bây giờ vậy nè, anh thấy vậy nè căng à. Hôm nay hơi căng. Thôi giờ vậy. Anh đi xin chút đi. Anh em giúp nhau không gì? Về Cương Dừa của anh đi. Gì? Trời ơi. Ủa, để anh biết là đâu đẹp trai bằng Cương Dừa, không trẻ bằng Cương Dừa, không nổi tiếng Cương Dừa, nhưng mà giờ em rối quá rồi. Trong lúc bó rối em sẽ không tìm được một cái ánh sáng lé lên. Nhiều lúc anh làm ngôi sao. Nếu không có option nào nữa để anh đảm nhận cái vai đó, anh hy sinh, chấp nhận. Vai đó là vai gì? Kể luôn, nó cốt truyện cho sơ nghe luôn, anh nắm luôn. Giờ kể ra khán giả người ta biết mức nội dung phim, thì nói chung là em với anh Cương Dừa là sẽ đóng vai hai anh em với nhau. À. Anh Cương Dừa đóng vai anh của em rồi hả? Hợp rồi đó, anh thấy hợp hợp. Ủa được luôn á hả Trâm? Hả? Được luôn hả? Được cái gì? Em được. Kể vai luôn á hả? Kể rồi đó. Là vô luôn á hả? Anh thấy hợp. Tại vì anh lớn nè, hợp rồi nè, anh em được mà. Nhưng mà ý là anh đòi vô vai của Cương Dừa. Anh Cương Dừa nhận rồi, nhưng bây giờ chứ là anh đang kẹt lịch, anh chưa sắp lịch để quay thôi. Bỏ Cương Dừa đi. Cương Dừa sư phụ anh đó. Sư phụ bỏ luôn. Trời ơi anh hay quá. Phải.
giờ kẹt là em Út nó đang bị khó khăn vậy. Biết chừng nay em Út nó thực hiện được cái dự án thứ hai của nó. Bây giờ khán giả đang mà hừng hực chờ cái dự án ra của em mà chừng nào mới ra. Nên anh hy sinh đóng vai cương dừa. Còn vừa sao? Vừa thì để con vừa làm mấy dự án khác của cương dừa. Hay cương dừa làm dự án thứ ba. Không chịu hả? Chứ ai? Nam đôi em quen được không? Nam quen anh thấy cương dừa đâu? Tại anh cương dừa á, anh duyên. Anh duyên, anh gần gũi. Chỉ là anh không duyên. Anh ơi. Anh hỏi anh luôn. Anh luôn hả? Ừ, giờ nếu anh Minh anh đóng thì anh thấy thôi. Một là anh chọn Phương Dừa đúng không? Còn không có anh Phương Dừa thì thôi chứ anh Minh đóng thì sao được. Vậy là bé Nam vlog về, về vô được đúng không? Đúng rồi, anh phải dành cho anh luôn. Thời tới. Anh đóng phải tự á. Giờ em làm đạo diễn. Em nói thiệt với anh Minh luôn, em không bao giờ mà gan bằng anh. Anh mà dám nói ra chuyện đó là anh giữ lắm. Anh là anh qua năm còn dành luôn à, anh ngang trời luôn rồi. Có khi nào sư phụ cương dừa từ mặt đệ tử không trời? Đó, thấy không? Tự nhiên cứu em là lời tới. Đệ tử không dám nói gì đây. Phải sống với sư phụ đây. Sư phụ phải nâng đỡ đệ tử chứ. Ví dụ giờ nổi tiếng quá rồi, phải nâng đệ tử lên chứ. Ủa vậy giờ đệ tử anh rồi lấy trai của sư phụ. Tại vì anh Minh này cũng một lớp anh Minh một lớp em Phương thôi. Thì anh Phương địch bận mạng bận. Giúp ba, giúp sư phụ. Hy sinh. À này rồi, đóng vai hy sinh. Đóng vai là đóng vai chết á, em không hiểu ý anh Minh vậy. Rồi, không có đóng vai cương dừa nghe, không có đóng vai đi ngang cái đâm cái chết cho quân sĩ. Có nghe, không có đóng vai quân sĩ đâm ngang á là xong nghe. Rồi vậy. Ý đó là cái ý khác rồi nghe. Em lại hiểu lầm anh nữa. Nãy giờ anh cứ nói anh đóng vai hy sinh. Đóng vai cương dừa, đóng vai người anh gì đó, có đứa em hồi bữa chăm nè. À, chứ không phải đóng vai hy sinh. Không vai hy sinh đi ngang hy sinh đâm học chết không được. Vậy đó hồi xưa anh học chuyện gì đóng vai quần chúng á, cà sinh khấu đóng cái vô. Sao bây giờ thấy đời nó đảo ngược trơn trời, đạo diễn đòi xuống đóng phim mà trơn rồi trời. Thì giờ thời buổi bây giờ khó khăn mà em có gì làm mới làm chứ miễn có làm nghệ thuật thì được rồi. Anh Minh á, ngày xưa là anh Minh học diễn viên chung lớp với anh Văn Ri, tốt nghiệp chính thống rồi, có bằng bộ văn hóa trường sân khấu, trường sân khấu hai đúng không anh, luôn là trường sân khấu hai đẹp trai là không đẹp trai đâu đóng quân sĩ hồi xưa là em nói chính xác là đóng vai đâm cái óc á đó, hy sinh đó, hy sinh. Mà anh ghét cái dài đó lắm em, bây giờ mà nghe nói đâm cái óc là anh không bao giờ đâu. Anh nghe cái gì cái óc là anh không bao giờ. Anh là gọi là anh thần chữ cái óc đó. Nói giờ gọi cho anh Vừa hỏi đi. Gọi tao. Gọi cho anh Vừa hỏi thử Vừa giờ sao, giờ anh Minh đóng cho anh Vừa nha. Thôi giờ gọi gọi cho Văn Ri đi, Văn Ri đồng ý thì Minh được đóng. Để đi ngang thấy luôn rồi quán cà phê lắm. Chị. Alo. Ờ, cương dừa hả? À, anh Minh Mấm, à, đệ tử YouTube của anh cương dừa đây. Bây giờ ở trong đang rối, giờ cái vai cương dừa sắp tới của phiên Tết của ở bên trong anh tham gia luôn nha. Anh hy sinh, hy sinh, tại vì em bận. Em không bận hả? Em không bận, nó nói là không bận mà hình như là cho nó đóng vai một ngày thôi. Anh bị mở loa lên. Hả? Mở loa lên. Mở loa nữa. Đúng rồi, có dám gọi ra rồi mở loa. Anh cùi bắp quá anh Minh. Đó, anh gọi rồi, vừa giận anh sao? Không dám gọi. Không dám gọi luôn, bây giờ anh gọi đi. Anh gọi cho anh Cương qua mở dây chính luôn. Không dám gọi cho anh Cương nói chuyện luôn á trời. Anh gọi sư phụ với đệ tử bất lòng quá. Ta lén lén để tính dài. Mình gọi điện mình hỏi cho anh Cương hỏi. Hỏi Cương hỏi tình hình sao thôi. Anh Minh. Rồi, anh Cương ơi. Thôi, giận luôn à. Không giận đâu, trời. Chị dài vừa giận anh. Ừ. Không có giỡn. Dây này là dây cương dừa tâm đắc lắm á. Không có giỡn. Cương dừa có duyên lắm. Giỡn là giận đó. À, cương dừa đang thích dây này lắm. Không có giỡn. Em không giỡn, anh Hương biết anh ghẹo mà. Nhưng mà anh hỏi không anh thiệt chứ anh ghẹo cái gì. Anh không có ghẹo. Nhưng mà anh nói thiệt vậy anh Hương coi clip này là anh Hương giận anh. Đâu cần gọi điện nữa mới giỡn đúng không chị? Anh nói thiệt không á. Dạ anh sửa mặt. Vợ anh Tân vợ nhắn tin xin cương dừa thôi để em hả? Chứ sao sư phụ anh mà cái gì anh là phải người đứng đầu tiên chứ. Khổ quá trời ơi. Bấm máy đi. Trời ơi, còn mấy ngày nữa bấm phim thôi, kịch bản chưa xong, diễn viên chưa xong. Tiền xong chưa? Tiền xong chưa? Cái đó quan trọng á. Tiền nó đi theo đợt anh. Tiền á mình chơi. Alo sư phụ. Đây. À cương dừa.
À, số 4. Bây giờ vậy nè, sắp tới dự án của Vin Hồ Bích Trâm á. Đây nè, Vin Hồ Bích Trâm á, nói thẳng luôn là cái dự án đó là em á, là em là đóng vai chính đúng không? Dạ, chính sao? Em đóng vai gì đó anh không biết. Em vai chính đóng trong Hồ Bích Trâm thôi. Giờ về em bận lịch quá kìa, tụi nói ngắn gọn thôi. Em bận lịch quá thôi, để anh đóng luôn nha. Được. Anh đóng luôn hả? Ờ, anh đóng luôn. Được không? Sao em không tin anh vậy? Phim nó bánh miệng màu, anh chỉ em quá, chỉ em đóng đó. Giờ em những nét diễn của em anh ghi vô đầu hết rồi. Những cái nét diễn của em á anh chỉ y chang luôn á. Cái gì? Em nói gì? Hồi Bích Trâm nó chuyển trước tù lao cho em 500 triệu, giờ chuyển người ba nè. Chuyển trả lại Hồ Bích Trâm đi. Anh cầm xe đưa Hồ Bích Trâm rồi. Hả? Vậy sao vậy? Nó đưa chuyển em 500 triệu rồi. Chuyển 500 triệu rồi hả? Chuyển trả lại Hồ Bích Trâm đi em. Đi. Anh bù vô đi. Anh bán xe, em đang lấy xe anh không? Chứ anh chạy xuống chỗ Vũng Tàu đưa cho em luôn nè. Đang đâu hả? Đang ngồi ăn gần Vũng Tàu nè. Đang Vũng Tàu chứ gần Vũng Tàu trời. Ở đây Vũng Tàu nè. Cái gì? Cái gì? Cái bom nè. Cái gì? Ý em nói là đóng cái vai này là giống như là anh nổ. Anh đóng được đó. Anh dư sức mà. Hả? Cái gì? Anh dư sức mà. Thì anh dư sức á. Hả? Mấy nãy em diễn cho bánh miệng màu anh biết hết rồi. Khương ơi, không có gì mới giấu anh đó đó. Hình như là em phô diễn tất cả những cái diễn xuất của em qua phim bánh miệng màu hết rồi. Bây giờ xin lỗi em mà anh diễn cái nét y chang nè. Nét em á là mỗi lần đứng ngay xe bánh mì là ăn bánh mì vậy à. Đam nhờ không? Đúng không? Lúc nào cũng ăn dưa leo bánh mì đúng không? Cái nét đó anh làm cái rột. Bởi vậy anh quyết định anh sẽ tới về em trong phim của Hồ Trâm. Nhưng anh ơi, cái đó là của bánh mì ông mà, còn phim em đâu có diễn cái ăn bánh mì đâu. Thì đó gì vậy? Cái có gì ăn được rồi. Anh chế cái anh dai. Cười nó cười. Hả? Ra đâu vui vậy? Ra đây đâu? Dạ. Ra đây đi. Chuẩn bị vô thuyết trình rồi. Sớm mà còn nửa tiếng, còn mấy tiếng nữa ra đâu đi, ra đây thuyết trình trước cái vai này đi. Ngã ngủ. Hả? Cương vừa quyết định không cho bỏ vai rồi trời ơi. Không bỏ luôn trời. Em quyết định đến cùng luôn không? Dạ. Em quyết định theo vai đến cùng phải không? Em nói một tiếng đi để anh biết từ bỏ nè. Không lẽ giờ nhận bỏ làm ăn gì kỳ lắm, bóp nổi tiếng, bóp phốt kỳ lắm. Không bỏ rồi, tôi giờ không bỏ rồi. Không, ok, để anh biết vậy, để anh nghe không? Nghe không? Dạ. Nghe không? Ờ thôi, nếu mà em theo dây vậy thôi thì em đóng dây đó đi, anh sẽ đóng dây sale tà lọt cho em. Ok ha. Đóng, à, giờ đây nè, anh đóng dây Hồ Bích Trâm được không? Anh dạng gái được không? Dạ. Dạng gái được không? Hỗ trăm khỏi đóng bao tiền thôi. Dạ gái nè. Anh dạ gái trong đó trăm có bỏ người tiền. Yêu đó, có người yêu của Cương đó, anh đóng ba người yêu đi. Đóng vai người yêu em được không? Anh dạ đàn ông được không? Không, anh dạ đàn ông được không? Không, anh dạ gái cái bụng bự anh hơi bự anh hết vô. Cái gì cái coi anh hung nè, anh nghe Hỗ Trăm nói trong phân đoạn đó có cảnh hung nữa, anh sẽ hung em, hung nhiệt tình luôn. Hung môi đó, cười gì? Hung Hỗ Trăm đó hả? Hung em á, hung Hỗ Trăm vậy, hung em. Hung nhiệt tình luôn. Ừ, được không? Đúng rồi. cho đây mặt coi, cho đây mặt coi, nhìn mặt em coi. Nghe không? Cười, thấy gớm hả? Mặt dịch trai quá ta. Nhìn là muốn hung rồi đó. Vô khi thủ trong ghê lắm, nó giúp đồng lắm. Ba dứt thôi. Đang làm gì hả? Em đang làm gì hả? Đó là cái nét bối rối á. Cái nét bối rối đang làm gì hả? Cương ơi, anh Minh đợi cứ đợi đóng vai, một là đóng vai của anh, hai là đóng vai người yêu của anh không à? Ý là anh Minh á, anh đang đòi đóng vai của anh hoặc là vai người yêu của anh. Bây giờ anh đầu tư cho làm nhà tài trợ, anh bán ngay cái xe Vios của anh cho em làm luôn nè. Thiệt á, ổng nãy giờ cứ đòi vai hoài luôn á. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đi em nhưng mà không phải một nhưng mà tự nhiên cái giờ bỏ phim trời. Đúng rồi. Ủa anh ghê luôn. Có người ăn một liều, có người hai người một liều. Bỏ phim đi em ơi.
anh giải quyết đi chứ ảnh mà anh Phương vừa mà anh bỏ phim em là em giận anh luôn á. Nó, em mà giận em bỏ vai á là Trâm tới giận anh đó. Em là ngôi sao, em đang là một ngôi sao sáng chói cho bầu trời nghệ thuật, nên bây giờ không thể làm cắt vai em được. Nãy giờ anh chỉ là nói xấu để người ta bỏ em thôi. Đang ăn cơm, cơm gần khách sạn nè. Cơm niêu. Sao em ăn cơm niêu? Ủa em đang ở đâu ạ? Giống như tình nhân nói chuyện với nhau quá hả? Em đang ở đâu vậy? Em ăn cơm niêu, trời cơm niêu ngon lắm vậy, em ăn cơm gì hết nè. Ủa sao không nghe rõ hả? Nghe rõ không? Nghe gió thôi luôn. Dạ. Dạ. Tính ở lại nhậu với em nè, mình thôi nha. Ăn xong chưa? Tụi anh ăn xong về rồi. Chốt đơn nè. Rồi chốt đơn nha. Bây giờ về cuối cùng á, thì em vẫn đu theo cái dây này, không nhường cho đệ tử. Có nghĩa là em đã có danh rồi mà em vẫn một hai là phải đóng cái dây này nổi tiếng hơn nữa. Thôi thì em cứ đóng dây này đi. Anh sẽ viết một dây đi theo em kế bên. Nghe nghe không? Nghe không? Nghe không? Sao cái này anh biết cái chiêu em mà. Em đừng có làm bộ. Sống anh vẫn nghe rõ ràng hoàng. Em là bộ anh mới mà đòi dai em đã mắc sống lắm. Nè rồi, ok thôi em uống cà phê đi. Ok đây để em tiếp một bích trăm dai khác. Hả? Hả? Rồi ok em. Giờ đó là rất là hay. Thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Anh vừa rất là uy tín, có nghĩa là anh vừa đã nhận lời rồi là anh vừa sẽ cố gắng tham gia. Đúng rồi, nhưng mà Thương vừa thì ok rồi. Mà thấy, em đang lo, không phải là lo Thương vừa mà đang lo cái lịch của anh Thương vừa. Lịch anh vừa căng quá. Lịch Thương vừa thì không biết. Dạ quay 7-8 ngày mà. Những giai Thương vừa định giúp được là... mình không giúp. Nó xuyên suốt á, nhiều khi anh vừa nó còn bận nó lo này lo kia nữa. Tại ảnh nó làm nhiều việc mà. Rồi cố gắng lên thôi, em cũng thành công cái Vương Miện Xương Rồng rồi. Cũng là nam đạo diễn thì cái dự án 2 này anh nghĩ là thành công. Tại vì cái dự án 2 thì anh nghĩ là em sẽ có quá trình đã làm rồi, đã phát triển được rồi. Thì cái này em sẽ đầu tư hơn và sẽ nhiều cái kịch bản chặt chẽ hơn, diễn viên ok hơn, nhiều tốt hơn. Dạ. Lo như cái gì xảy ra cũng là cuộc sống ở đâu đó, là chúc em thành công trong dự án 2 sắp tới, mặc dù anh không có dây nào hết. Có dây mà. Dây Cương Dừa. Không, hoài luôn á. Ủa chứ nãy giờ nó xin dây gì trời? Dây ông trưởng thôn á. Dây ông trưởng thôn 2 phân đoạn cầm cây dí á. Mà cầm cây dí chạy 30 km. Dây không có chết mà dây chạy ngang. Không, chạy cho cái đoạn đường rất là dài luôn với hai anh em nhà này. Dây chết là còn diễn nha anh, còn dây chạy ngang là không còn diễn gì hết trơn. Chỉ chạy qua một mình thôi. Giờ anh chọn đi, anh chọn đi, dây chết hay là dây chạy ngang? Thôi dây chết xui lắm, dây chạy ngang. Rồi ok, dây chạy ngang. Thôi, nói chuyện với ba anh đạo diễn ở đây nữa, mình cũng chưa có tháo gút được cái gì được trong câu chuyện này trơn. Mấy ổng càng là mình rối hơn thôi mọi người à. Rồi thôi, để quý vị khán giả tò mò đi, chờ đợi đi, sẽ có kết quả. Về quý diễn giả Nguyễn ơi. Quý diễn giả đó. Bye mọi người. Buồn quá. Cảm ơn mọi người. Bye bye.